Anh em có nhu cầu muốn Ninh Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhnamoti.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em, chào mừng anh em đến với channel mình là Ninh Nam 1 tỷ đây. Thì anh em cũng biết là hôm trước thì mình có đăng một cái tút là từ ngày 24 cơ, là mình sẽ bỏ ra 50 triệu để mà thu 200 à 525 tỷ vàng để mà cho cái vàng xuống giá ở Seven Năm nha anh em nhé. Thì mình tự đăng từ ngày 24 mà đến gần đây thì vàng nó đã xuống rất là nhiều anh em ạ. Đây này, ngày bình thường anh em xả là X11.5 nhưng mà không có ai mua, thế là phải bị những ADR của group khác ép lên với giá là X12, nhưng mà chỉ sau một đêm thôi mình đăng là giá đã xuống là 10X11 rồi, và anh em nếu mà X10.5 thì xả mình đấy. Thế nhưng mà thật là nói chung là mình cũng không không biết được cái chuyện gì xảy ra với cả cái chức năng úp vàng hay là gì, nhưng mà ADR lại khóa vào đây này. Mình chuyển tiền để mà úp vàng này. Đấy, vàng Seven Năm là nói chung là vàng Seven Năm là vàng Seven Năm là do mình cũng là một phần tác động vào nên làm cho vàng Seven Năm nó cũng bớt. Đấy, vừa nãy là 4 triệu nhá. 6 triệu này. 6 triệu này. 7 triệu này. 8 triệu, 9 triệu này. 10 triệu, 11 triệu này. 12, 13 triệu này. Đấy. Mười mấy triệu vàng. À, mười mấy triệu Việt Nam đồng, mà còn chưa kể những cái gọi là những cái nhập vàng nhỏ lẻ ở Momo, ở thẻ siêu rẻ, ở cạc, ở ATM, những cái độ khoảng dưới 1 triệu hoặc là mấy trăm nghìn hoặc là ở mấy chục nghìn là có khi là mình không đăng đấy. Thế nên là nó phải lên đến con số mà gần 30 triệu Việt Nam đồng đấy anh em ạ. Mình cũng chán, mình trả sâu cho anh em xem. Mình lại quay lại cái máng lợn để mà đi win thôi, lại cày win anh em ạ. Thì mình mới nhập được cái nô no Aquin ở server 2 khá là ngon anh em ạ. Server 2 mình nhập được cái nô no Aquin đây. Anh em có thể nhìn thấy con ác nào cũng có mấy chục ngọc này. Cộng với cả sức đánh cũng rất là ổn. Nói chung là tất cả mọi thứ rất là ổn luôn đấy, mà thừa rất là nhiều tiềm năng này. Đây, với số tiềm năng này có khi cộng được chưa được 1.000 à, hay được 40 triệu à, 400 triệu. Đâu, 40 triệu là được 100. Thì cộng được 5 phát đi. 5 phát là 500 sức đánh. Nói chung là cũng chả cần thiết phải là thế, nhưng mà cũng khá là ổn rồi. Đấy, mình nhập vừa nhập được cái no arc server 2 này khá là ok. Anh em cũng có thể lên shop link nào 1 tỷ.com để mà mua ủng hộ mình nhá. Thì cái vụ vàng thì mình bị ADR jam thỏi vàng. Thì nói chung là mấy ngày hôm trước thì nói thật mình buồn lắm, mấy ngày hôm trước mình buồn kinh. Nhưng mà rồi dần dần mình cũng cảm thấy là cũng đỡ đi. Bởi vì bây giờ biết làm như nào bây giờ? Anh em bảo biết làm như nào bây giờ cũng khó đúng không? Mà anh em biết nhá, mấy nghìn thỏi vàng của mình nhá, gần 7.000 thỏi vàng nhá, là mình ví dụ thiệt hại đấy, mình có sâu cả cái tài khoản ngân hàng trừ đi anh em ấy. Anh em nhìn tài khoản ngân hàng là anh em hiểu rồi đúng không? Đấy, cứ tiền tươi nóc thật tài khoản ngân hàng mà tin, sâu vàng làm cái gì, cứ tài khoản ngân hàng là tin kiểu thế. Thế nên là mình mấy thằng nghìn thỏi vàng đó mà anh em cảm tưởng nha, hơn 20 triệu, hơn 20 triệu Việt Nam đồng mà anh em cảm tưởng là bây giờ mình bán 100.000 mình có lãi 5.000 thôi, đấy là bán qua ví nhá. Chứ nếu mà bán qua cạc thì lãi có 3.000 mấy, lãi có 3.000 mấy ấy. Đây mình bán qua ví là lãi 5.000 trên 100.000 nha, thì mình phải bán bao nhiêu? Nếu 20 mấy triệu tương ứng với cả 5% đi, chia cho 100, 25 triệu đi, 25 triệu chia cho 100, à chia cho 5 nhân với cả 100 thì phải bán 500 triệu thì mình mới thu hồi lại được cái số vốn là 5 triệu đó anh em ạ. Nghĩa là bây giờ nếu mà ôi được viên 4 sao ngon vãi chưởng. Nếu mà bây giờ ấy mình mà bán vàng mà lãi như thế với cái lợi nhuận như bây giờ ấy thì mình phải bán 500 triệu thì mình mới lãi được 25 triệu đó. Thế thì anh em cảm thấy, anh em biết được là cái bán vàng ấy nói chung là nó lợi nhuận nó ít như nào, nhưng mà cái khối lượng bán mỗi ngày thì nhiều. Mà bây giờ 500 triệu nhá, 500 triệu bán nhá, anh em cảm tưởng 500 triệu. Mình không bán được 500 triệu một năm đâu. 500 triệu vàng, 500 triệu vàng một năm tầm được 200 triệu cho mình bán được, nhưng 500 triệu thì chưa chắc đâu. Bây giờ 500 triệu nha. Thì một tháng là 50 triệu. Một ngày là 1 triệu 6 à? Ừ đúng rồi, một ngày là 1 triệu 6. Thì anh em bảo 1 triệu 6 vàng một tiền vàng một ngày thì anh em có bán được không? Ngày một ngày mình bán được tầm được khoảng
500 đến 1 triệu vàng thôi. Có ngày hơn, nhưng bù trừ đi thì khoảng tầm được khoảng 500 đến 1 triệu thôi. Đây là mình chia sẻ thật, bản thân mình chia sẻ thật. Còn Ngọc thì nói chung là mình có nhiều mối để mà xả Ngọc ấy. Ngọc thì nó lại là một vấn đề khác, bởi vì Ngọc nó không kiếm được nữa, kiếm rất là khó, bởi vì anh em đi win này thì được rất là ít đấy. Vừa rồi mới nhặt được viên 4 sao, bao nhiêu viên 4 sao mới lên được. Thì mình có nhiều mối xả, mình có nhiều mối kiểu ví dụ như mấy bạn hay chat thế giới trên này này mà bán ngọc qua vàng ấy, thỉnh thoảng là mấy bạn cũng mua hay mua ngọc của mình. Ví dụ anh em mua ngọc của mình với giá là x 9.5, hiện tại bây giờ bạn mà năm nay mình nạp nhiều, xác định là 9.5 cả năm. Mình bán với giá 9.5 nhá. Thế rồi anh em về anh em bán ra vàng với giá 8.0 thì anh em lãi được là khoảng 10%. Đấy, rồi anh em lại thanh lý lại vào cho mình thì anh em lãi tầm được khoảng 5% nếu anh em thanh lý vàng 10 hoặc 5% gì đó. Đại loại là nói chung anh em có lãi nếu mà anh em mua vàng của mình rồi bán ra, à mua ngọc của mình rồi bán ra vàng, thì đấy cái ngọc thì nó tiêu thụ theo cái kiểu ý thì nó dễ hơn. Nhưng mà vàng thì cứ phải tiêu thụ trực tiếp cho cái người mà sử dụng ấy, trực tiếp cho người tiêu dùng ấy, chứ không tiêu thụ qua đại lý được, cũng có nhưng mà ít ít hơn cái ngọc rất là nhiều. Nên là cái lượng ngọc mình bán một năm không nhiều bằng, à lượng vàng mình bán một năm không nhiều bằng ngọc đâu. Ô, được viên 5 sao cũng được, cũng ổn. Nói chung là mấy ngày hôm nay thì mình cũng dần dần cũng hồi lại rồi, mình cảm thấy là đời cũng việc gì mà phải buồn kiểu thế rồi. Nói chung là cũng chán nhưng mà thôi kệ thì anh em ạ. Mình trước đây mình gọi là mình chịu đựng nhiều những cái khổ hơn bây giờ nhiều. Bây giờ đời mình là coi như là đến giai đoạn sướng rồi, giai đoạn ngon nghẻ rồi ấy. Chứ trước đây nhá, mình kể cho anh em nhá, đây là anh em ở trên YouTube mình mới kể, chứ anh em trên Facebook không bao giờ mình kể, nên Facebook không bao giờ mình kể. Ở trên YouTube này thì đa số là những cái người mà kiểu mình chả quen, nói chung là mình chả quen ở ngoài đời. Rồi anh em đi win của mình các kiểu, rồi đi win cùng mình, nói chung kiếm tiền cùng mình, cùng cái hoàn cảnh với nhau, mấy thằng nghèo với nhau không mày. Nói thế mong anh em sẽ thông cảm. Còn ở trên Facebook thì đa số nó dính rất nhiều bạn bè của mình các kiểu, rồi ví dụ như một bạn nữ nào đang thích hoặc là mình đang thích bạn nữ nào ấy, thì nói chung là rất khó, bởi vì mình dính bạn bè các kiểu nên là mình cũng không bao giờ kể, nể như thế kể này nó khinh thường ra. Ở đây các bạn khinh thì kệ các bạn, chứ xin lỗi các bạn, nhưng mà nếu mà các bạn mà không ai có khinh mình thì mình cũng phải chịu thôi chứ. Nhưng mà các bạn đọc ở đâu đâu ấy, thế nên là cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Như kia bạn bè nó rất là khó, thế nên mình nên Facebook mình không bao giờ mình kể, mình chỉ kể đây thôi. Ngày trước cái ngày mà mình mới kinh doanh game ấy, mình mới bắt đầu vào thị trường MMO ấy, là thị trường kiếm tiền online, mà các bạn đi win thì cũng là kiếm tiền online thôi, cũng là thị trường MMO, thì rất là nhiều người cho đợt đi mình nghỉ hè, nhưng mình không đi làm nghỉ hè bình thường. Mọi năm trước thì mình đi làm công ty, nhưng mà bình thường mình rồi đến năm đó mình không đi làm thì thường thường nhiều người người ta bảo là gọi là thằng này lười ấy, học xong mà không chịu đi làm, đến hè có mấy tháng thì tranh thủ đi làm đi kiếm ít tiền đóng học, không chịu đi làm, ở ở nhà làm gì, ở nhà ngồi trên giường có kiếm được tiền không. Nhưng mình ngồi trên giường mình kiếm được tiền thật, đấy là sự thật. Rồi về sau người ta biết được là mình cũng kiếm được tiền rồi thì người ta lại bảo là gọi là kiếm tiền nó chỉ có thời gian thôi, kiểu thời vụ ít ít cẩn thận nó lừa đấy, ABC. Nói chung là rất là nhiều những cái gì đó mà nó vô cùng là tiêu cực ấy. Rồi về sau kiếm được tiền mà đến nỗi mua cả vàng cho mẹ rồi ấy, thì là cũng nói chung là cũng có số má ghê phết rồi ấy. Thì người ta lại kiểu bảo là chắc tiền ảo hoặc là thế nọ thế kia, rồi chắc mẹ nó mua hoặc ai mua trả vờ. Nói chung là nếu mà anh em mà đi nghe những cái người khác mà bình luận về bản thân mình ấy, thì anh em chẳng làm được cái gì cả. Thế nên tốt nhất anh em ấy, những người khác anh em làm gì thì cứ làm thôi, chứ những người khác người ta có đến nhà, ví dụ anh em đang ngồi trên trên giường anh em ai đến chơi, nhưng mà anh em ngồi trên giường anh em đi win hoặc là làm một cái gì đó hoặc là chơi Free Fire gì mà ai người ta nói mẹ thằng này lớn rồi mà không làm ăn, không giúp đỡ bố mẹ cái gì, cứ trèo lên giường chơi kia thì sắp lấy vợ ở nơi rồi, chắc chắn anh em cũng có lúc bị như thế đúng không. Kệ kệ, theo mình là kệ, cứ kệ đi mà sống, quan tâm gì. Mình cũng kệ bao nhiêu năm nay rồi, trước đây mình còn bị chê đủ đường không chịu làm. Trước đây nói chung trước đây mình cũng nghịch nên là người ta mới nghĩ thế, nó cũng đúng nhưng mà cũng hơi quá quắt. Thì nói chung mình kệ bao nhiêu năm, giờ thỉnh thoảng mình vẫn bị nói, nhưng đa số nói là do người ta ghen ăn tức ở thôi. Ngày trước là người ta nghĩ là thế, bây giờ đa số là người ta ghen ăn tức ở thôi. Nói chung là cứ kệ đi anh em ạ.
Đấy, một ngày anh em cứ ở nhà cứ bật một tab, ô được biên 4 sao này. À, thì như hôm trước có anh em nào bảo trì xong, có anh em IB mình là doanh trại trở lại ngày xưa rồi mà. Không biết anh em nói thật hay không, mình chả thấy trở lại thế nào. Mình thấy vẫn thế, mình đi vẫn thế. Mình đi thì vẫn được ít như bình thường. Ôi trời ơi, ngon thế nhỉ. Ôi, nói chung là mình đi thì vẫn được ít mà anh em. Mình hứa thì anh em có rất là nhiều bạn mua win của mình xong về kể là được 5-6 viên. Nói thật mình cũng đậy các bạn, không hiểu các bạn đi kiểu gì, 5-6 viên mình đi toàn được 2 viên. 2 viên là mình mừng lắm rồi. Không được dưới 2 viên là mình mừng rồi ấy. Nói chung 2 viên là mình thấy cuộc sống này ổn áp rồi. Đây này, bây giờ mình được 2 viên rồi nhá. 3 viên này. 4 viên này, nói chung hiện tại mình được 4 viên rồi. Mình được 4 viên rồi. 4 sao ạ? Chắc trước đây có 2 viên sẵn rồi. Nói chung là bây giờ cái đối với mình thì chắc là mình nghĩ là cái số vàng mà giam đấy thì chắc phải đến vài chục phần trăm, ít cũng phải đến 20% là vàng bông. Nói chung là mình cũng xác định gì đó rồi, nhưng mà bây giờ đối với mình thì mình cũng kinh doanh cũng nhiều mảng, mình kinh doanh cả chứng khoán nữa. Anh em có thể mà kiểu muốn tham gia cái thị trường chứng khoán thì cũng có thể, cũng thỉnh thoảng nói chung cũng chơi cùng mình một ít. Mình không được ạ nãi cái gì từ các bạn đi chơi chứng khoán đâu. Các bạn có mua win của mình thì mình nãi, nhưng mà các bạn chơi chứng khoán mình không nãi. Mình có phải nhân viên của công ty chứng khoán đâu mà mình nãi, đúng không? Đây có nhiều bạn bảo mình là nhặt hết tất cả những cái viên này thì sẽ được 4S. Thế nên là các bạn có chơi thì mình ấy thôi, nỗ thì các bạn cũng phải chịu, mà nãi thì các bạn cũng phải chịu thôi chứ. Đấy anh em thấy mình nãi có 5% thôi mà mình chuẩn bị, mình nghĩ là mình sẽ à thế 4 sao. Đấy thì lần này đi được 5 viên, được 5 viên luôn, ngon ngon. Đấy cái Nô Axe V2 này mình mới đăng lên, anh em có nhu cầu nên xuống link làm 1 tỷ mua nhá. Thì sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ mở một cái web giống như kiểu thẻ siêu rẻ ấy. Nói chung cũng là một cái ví để mà đổi tiền đấy. Mà nãy nó chỉ tầm được khoảng 1% thôi, chắc chắn là chỉ được 1% thôi. Ví dụ anh em lúc nào cái chiết khấu nó cũng hơn thẻ siêu rẻ nhá. Ví dụ anh em làm 100.000, thẻ siêu rẻ được 75.000 thì mình được 76.000. Thì đấy, nếu mà 76.000 thì mình nãy 1.000. Mình nãy 1.000 mà ví dụ mình đi đưa ai đi uống cốc trà sữa đi, ví dụ đưa một cô gái đi uống cốc trà sữa đi, hai đứa mất 100.000 là mình phải gạch 10 triệu. Là anh em phải gửi 10 triệu tiền thẻ lên đấy thì mình mới nãi được cái cốc trà sữa ấy. Nói chung là nó cái kinh doanh nó cũng gọi là cũng tông chênh lắm anh em ạ. Không nói trước được gì. Thế nên là anh em mà cứ đi win này, đây ví dụ mình được 5 viên rồi này, 5 viên là ngon đấy. Em cứ đi win này mà anh em bảo là em mua win của anh đi 2 tháng mới hồi vốn thì mình cũng đợi anh em. Có cái dự án nào 2 tháng hồi vốn thì quá tuyệt vời. Mình nạp bao nhiêu tiền vào game mà mình cũng xác định là phải bán cả năm. Cả năm ít 9.5, anh em có nhu cầu thì liên hệ Facebook Zalo mình nhá. Xe vào năm ấy, kể cả vàng thế, nói chung mình cũng đã có 5%. Nhưng mà thôi, bây giờ anh em quên hết chuyện cũ đi, coi như là mới đi. Đừng nhắc đến chuyện vàng nữa, đau hết đầu buồn lắm. Thôi ok, bye bye anh em nhớ có nhu cầu mua nick Ngọc Rồng thì nên shop nick làm 1 tỷ.com. Nick shop mình bán tất cả các dạng nick, đặc biệt là những dạng win này, có rất là nhiều tất cả các loại win nhá, và tập trung các kiểu sơ sinh, các kiểu giá mát rẻ luôn. Nhập qua Facebook Zalo thì anh em được khuyến mại từ 10 đến 40% nhé. Ok, bye bye anh em.